Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hội nghị đã nghe công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên. Theo đó, điều động ông Vũ Văn Quân, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện đến nhận công tác tại cơ quan huyện ủy điều động ông mai tiến trung phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện đến nhận công tác tại cơ quan huyện ủy tiếp nhận và bổ nhiệm ông bùi văn tiến phó tránh văn phòng huyện ủy giữ chức vụ phó trưởng phòng tư pháp điều động và bổ nhiệm ông nguyễn thái sơn chuyên viên thanh tra huyện giữ chức vụ phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện bổ nhiệm ông lê văn thỉnh tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng trung tâm phát triển quỹ đất huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thủy Nguyên, thời gian bổ nhiệm không quá 5 năm kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện giao ông Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách phòng Kinh tế Hạ tầng cho đến khi kiện toàn được chức danh trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các cá nhân được điều động bổ nhiệm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm nhận công tác mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sẽ nhanh chóng tiếp cận các lĩnh vực công tác được giao, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm của mình, cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì mục tiêu chung xây dựng huyện Thủy Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Thay mặt các đồng chí được điều động bổ nhiệm, đồng chí Bùi Văn Tiến, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện cảm ơn sự tín nhiệm của thường trực ban thường vụ huyện ủy các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Văn Tiến và các đồng chí được bổ nhiệm sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, làm việc trách nhiệm nghiêm túc, phát huy năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.